mà. Vừa bằng chân thôi. Vừa bằng mũ thôi. Được nào. Vừa bằng chip thôi. Vừa bằng. Hai anh em ơi, làm gì đấy? Nóng quá. Không biết được nữa cơ. Ước gì trên thế giới này đều riêng hết con. Con thích đám gì muốn làm hết. Úi dồi. Đóng quá mẹ ơi. Hay là mình đi để bơi đi. Nóng đi để bơi á? Nóng quá. Mất điện à? Mất điện hai anh em rủ nhau ra ban công ngồi. Dạ. Có đi bơi không? Có. Đi vào đi thay quần áo đi. Đi. Chạy quần áo gì, chạy quần áo. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Bôn đây và đây em mình. Mình tên là Gấu. Hôm nay mình sẽ đi chơi ở bể bơi Quỳnh Hoàng. Nó có hai bể bơi, một bể bơi thấp và một bể bơi cao. Cao. Mình sẽ chơi bơi cao. Cao nhất. Mình không biết tại sao cao nhất, mình không biết như thế nào. Trước khi đi mình phải thay quần áo. Ok, bắt đầu. Hiện tại mình đang ở bể bơi Quỳnh Hoàng. Bây giờ mình sẽ lò bơi nhé các bạn. Các bạn xem này nhé. Bắt đầu rồi, mình xem mình bơi nhé. Các bạn đi, các bạn đi. Mẹ mình đang chuyển khoản. Mình lâu quá. Mình đang nhìn nhau muốn bơi lắm. Đổ đi đi con. Để xuống bơi nhá. Đổ bơi đi. Bố xuống thì làm sao bố quay đi các con được. Búa.
ơi, có ai giúp các bạn ơi. Mát chưa? Bơi lội gì thế? Các bạn ơi, ở nhà mất điện rồi. Bây giờ đi ra đây chơi mát vãi. Đã đến rồi. Có bị đứng đâu? Đứng nào? Đứng nào? Ngồi luôn. Con ngồi, mình ngồi cho các bạn xem nhé. Mình phải đi pha.
Spider-Man kìa, Spider-Man leo cây đi. Spider-Man leo cây lấm à. Anh bao giờ bế em lên cây, anh bao bế em lên cây. Em bế được. Có cái đùn bít em lên, đùn mông em lên. À, Spider-Man leo cây à. Bò chơi đi. Bò chơi đi. Bơi xong đói à con? Đói lắm. Ừ, em còn cho cả trứng ếch. Ăn như này cũng ngon cho nhắm mình cho trứng ếch vào nó ngon.